những chiếc bè được kết lại từ thân cây chuối. Nhóm trẻ em này vô tư vui chơi trên bè tự tạo ở khu vực nước sâu đang có lũ lớn nguy hiểm. Nguy cơ chết đuối, bị lũ cuốn luôn thường trực, nhưng không một ai ngăn chặn kịp thời cho vui chơi nguy hiểm này của trẻ em vùng lũ. Bè luôn bằng những từ những cây chuối, mấy cây gỗ đắng là ghép lại. Đây thì nó nổi đâu, có gì mà sợ. Dạ, lũ lớn xuống thì nó nổi lên thì có gì chống bè chở mấy đứa nó đi thôi chứ. Ở các vùng lũ của tỉnh Quảng Ngãi, hiện có rất nhiều trẻ em được các vật dụng tự chế ra vùng ngập lũ để vui chơi mà không có sự quản lý, giám sát từ người lớn. Đã có quá nhiều cái chết xảy ra đối với trẻ em vùng lũ từ những trò chơi nguy hiểm này. Chính quyền các địa phương cũng đã cảnh báo nhắc nhở, nhưng vì gia đình các em thiếu sự quan tâm nên việc này vẫn chưa được ngăn chặn. Xã thì cũng đang tổ chức là bố cấp gia đình để mà quản lý chặt cái số thanh niên, số trẻ em này. Bởi vì vùng lũ thì tụi em nó thì hay ưng thấy nước thì hay thích, nhưng mà mình không quản lý cái chỗ này thì nó xảy ra rất là nguy hiểm, nên cũng mình làm việc các gia đình đó thì cũng quản lý chặt chẽ cái số trẻ em này nữa, chứ không có cho em nó vui chơi gì ở cái lũ này. Xã thì cũng đang tổ chức là báo với các gia đình để mà quản lý chặt số trẻ em này. Học sinh ở Quảng Ngãi vẫn đang nghỉ học tránh lũ, vậy nên sẽ khó tránh khỏi những tai nạn thương tâm do đuối nước đối với các em học sinh nếu như các bậc phụ huynh cứ để con em của mình vui chơi trong lũ bằng cách mất an toàn như thế này.